đi. Có nghĩa là cái đây là lỗi. Cái hẹn cà phê như thế này, cái hẹn cà phê như thế này này, nó có hai nhân, nó hai nhân như thế này. Nhưng mà một nhân còn lại này, nó bị côn trùng, bị khí hậu, bị bệnh tật cây đó, cái đó bị bệnh. Thì cái nhân này nó bị lép ngoài bờ, nó không phát triển được thì ai làm lắm hơn. Cái này là gì? Cho nên là cái hẹn cu ly nó rất là tròn. Cái hẹp này là hẹp lỗi này. Mà cái hẹp này là mấy vị nó cắn. Chứ nó không có cái gì hết. Chứ là thằng phép nó mới bỏ cái này đi. Thì Việt Nam cái chỗ con cái phép xem nó kỳ lệ ấy chứ. Uổng phí quá là lấy thằng này đủ. Phép thấy đặt tên nó cơ bản nước ngoài đã khinh của Việt Nam rồi mà. Thì ra cái hẹp lỗi này, hẹp lỗi này bị lỗi này, lấy quẹt bơ này, hạt mẫu nó không ai uống nó đắng luôn rồi, rất là đắng rồi. Mọi người cứ lấy nó để xem, để nó cho nó là thơm, nó không gì đó. Người thấy cung ly nói là cái cung ly này nó xuất hiện ở đâu, có là cái cây robusta hay là te đều có hết. Xong người ta lựa ra sàn đây, nó ra hạt cung ly, họ sàn đây nó tròn ra. Sèn giữa, đầu tiên thì bắt đầu nó tròn, rồi nó bé, rồi nó kêu lên là hẹp ly. Tại hồi hẹp ly nó không ngon nhưng mà phải. Đó là sai rồi, hẹp ly là lỗi hẹp. Chỉ có cho là con người nắng thôi. Và đó là hẹp lỗi của thành ngô và thè ra. Cái cây cà phê như thế này, nó là hẹp lỗi, nó nằm trong đó. Nó bị lép đi một bên đây, nó bị côn trùng khí hậu, nó bị bệnh tật gì đó, nó lép đi một bên, cái số lượng của đi rất là nhiều nha. Nó cực kỳ nhiều luôn á. Chứ nó mấy cái này, mấy cái thủy chuồng nó lọc ra á. Xong rồi nó thật bán cô ly này thường là phải lấy lại. Này thì cái thằng này đưa ra uống thôi, em uống thôi, em uống. Tại vì cái này nó bị lỗi mà, em bị lỗi. Nhưng cái lỗi ở trong cạch sân hay trong cạch là lỗi đầu tiên là lỗi sọ, lỗi cấu tạo, lỗi cung ly, giờ nó thành một lỗi luôn. Xong rồi lỗi gì, lỗi có thể là máy chén, có nghĩa là vô một khi mà người ta xay, người ta bỏ đi cái xay á, và xay ra cà phê ra như là bỏ ra là máy nó chén, rồi sau bỏ lỗi sò cấu tạo cung ly máy chén sâu bò đều là cái lỗi. Ok, sò là gì, chúng nó sẽ kêu bóc sò.